Tháng 8 năm 2024. Đêm đông giá lạnh ai ơi, ngồi nơi đây mà gác xót xa và chạnh lòng. Ngôn ngữ chằn gian như túi gách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu. Với tay con níu thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô. Hôm nay cũng đủ nhân duyên lành, cũng bằng tình cảm yêu thương. Hai vợ chồng của anh Chiết chị Phương ở bên nước Úc, dù ở nơi xa, nhưng tấm lòng của vợ chồng anh chị chia sẻ những hoàn cảnh đời khó khăn trong cuộc sống này. Thương lắm anh chị ơi, đến với những mảnh đời rất là xót xa và thương. Ngày hôm nay em Út mang cái món quà của anh vợ chồng anh chị là 300.000 để giúp cho bà có tiền trong cái lúc tuổi già này. Thưa anh chị, cũng không còn ai ở bên cạnh để chăm sóc những hoàn cảnh đời khi anh chị đến tặng quà rất là ấm áp tình yêu thương. Em sẽ trao tặng cái món quà của anh chị ngày hôm nay là 300.000 giúp cho bà có tiền. Bà ơi, con cũng xin được chào bà. Đây là món quà tặng của anh Chiết chị Phương ở bên nước Úc, là tặng cho bà 300.000. Dạ, bà cầm 300.000 nha bà. Đó, ba tấm. Bà ơi, bà có gửi lời gì cho anh Chiết chị Phương bên nước Úc, bà nói nha. Giờ tôi không biết lấy đâu gì rồi. Tôi cảm ơn anh Chiết cái chị Phương. Có tấm lòng như vậy giờ tôi cảm ơn lắm. Dạ. Bà khóc quá anh Chiết chị Phương ơi. Bây giờ bà cho con hỏi bà tên gì dạ bà? Quỳnh Thị Hai. Năm nay bà hai bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi lớn tuổi lắm rồi. Dạ. Bà hai ơi, bà hai ở trong căn nhà gì? Bà hai có ai chăm sóc bà hai không? Có ai hả? Có ai hả? Dạ, ông chú ơn không? Nhà rất là không có gì cả. Dạ, rất là thương anh chị ơi. Đến với những mảnh đời sao xót xa và chạnh lòng, thương lắm anh chị ơi. Không cầm được những dòng nước mắt trên đôi mi. Anh chị thương giúp cho 300 ngàn để bà có tiền mua đồ ăn á. Bà ơi, khi tuổi bà đã cao như vậy rồi, đối với người ta tuổi cao á bà, người ta có con nè, có cháu để chăm sóc rất là vui và hạnh phúc. Còn đối với bà ở trong căn nhà chỉ một mình thôi, trong lòng bà như thế nào không bà? Buồn lắm con ơi, nhưng mà cũng phải ráng chịu chứ, có ai. Dạ, buồn thì cũng cố gắng ha bà ha. Dạ, bà ơi, tuổi bà đã cao rồi. Nếu có một điều ước mơ trong cuộc sống, bà có ước gì nữa không? Bây giờ bà có ước cũng không có đâu con. Người thương cho con. Ừ, cái chị Phương cho nhiều hay nhiều á. Dạ. Mừng lắm. Bà mừng lắm nè anh chị. Tuổi cao rồi anh chị ơi, sống rất là khổ. Em cũng vui lắm ngày hôm nay mang 300 ngàn này của anh chị giúp cho bà, để bà có tiền mua đồ ăn khi tuổi đã rất là cao rồi anh chị, sống trong ngôi nhà. Sao nhìn cái cảnh này mà nó buồn, buồn dữ lắm anh chị ơi, nhìn cái cảnh của bà anh chị. Bà ơi, bà tâm sự cho con nghe, sức khỏe của bà có được khỏe không hay là có bệnh gì không? Bà kể cho con cùng với anh chị nghe nha. Thì ở đây á, ví dụ như là có tiền thì mua này kia nó ăn. Còn có bà con có cho á. Dạ. Để con có sống được đỡ. Dạ. Lâu lâu rồi cũng bệnh vậy, thật rồi mua thuốc uống là bậy bạ hết cho con. Dạ. Rồi cũng nhờ anh chị Phương á. Dạ. Đỡ bà cảm ơn lắm. Bà vui lắm á anh chị ơi. Dạ. Bà vui lắm. Tối bà ngủ có được không bà hai? Ngủ có hơi nó lạnh lắm rồi. Dạ. Tối ngủ bà lạnh hả? Ừ, anh chị ơi, cái chiếc truyền hình này là thời xưa anh chị, bà còn dạ, người ta cho bà hả? Dạ, cái truyền hình này là thời xưa anh chị. Dạ, bà còn lưu giữ lại nè. Chưa xưa lắm rồi á. Mới có cái truyền hình vậy. Dạ.
Đúng rồi bà ơi, cái này là năm sữa năm xưa bà còn giữ lại truyền hình kỷ niệm. Đây là những bộ quần áo của bà khi tuổi về già đó anh chị, mang nhện 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 đồ gì nè, còn dính trên nhà của bà anh chị ơi. Chắc có lẽ là những cái lỗ hổng này mưa cũng sẽ tạt vào bên trong nhà của bà thưa anh chị. Đó, tuổi về già, đồ đạc của bà em sẽ quay từng cái. Nồi cơm điện bà nấu cơm nè anh chị, đó nó cũng đã cũ rồi. Muỗng đũa đồ gì cũng đã cũ rồi anh chị ơi. Những cái hũ gia vị của bà, muối, đường, bột ngọt cũng nằm ở trong cái hũ này, nó cũng đen thùi lùi nè anh chị ơi. Dĩa, tô, chén. Thấy căn nhà một mình bà đơn chiếc hiu quạnh. Đây là những cái bếp của bà. Và thao gỗ đồ gì nè anh chị. Bếp ga nè, bếp củi. Một cái căn nhà không có con cái bên cạnh. Mùa mưa lại về rồi cũng sẽ lạnh lẽo lắm anh chị ơi. Nhà ông bà cô chú bác ơi, mùa mưa sao thấy cái cảnh này nó buồn hiu hắt, ấm trà đồ gì nè. Giờ máng nhện nhăn nhện đầy dữ lắm, bởi vì bà tuổi đã cao nên bà không có dọn dẹp, không có quét gì được. Thấy được những cái lỗ hổng ở bên mái nhà của bà. Dạ. Bên kia thì nó mưa chắc cũng sẽ tạt. Dạ. Bà ngồi ở nơi đây. Bà ơi, con thấy cái bánh này nè, bà ăn hả? Bà mua ăn hả? Con ta cho. Ta cho hả? Ở trên con thấy bà thờ ở trên đây là ai vậy bà? Ông xã. Dạ. Ông này là thằng con. Bà thờ chồng của bà với con của bà á anh chị ơi. Thấy con bà mừng lắm. Dạ, bà thấy con bà mừng hả? Anh chị ơi, bà nói bà thấy em lợi là mang quà lại, bà mừng, bà vui anh chị. Bà xúc động, bà rơi nước mắt rồi anh chị ơi. Bà ơi, con thấy bà để chổi lông gà trên giường này là sao vậy bà? Thì để quét bà vậy đó. Quét bụi vô. Dạ, quét bụi anh chị. Em mang món quà tình thương này của chị Phương với anh Chiết, hai vợ chồng của anh chị ở tặng bên nước Úc. Quãng đường xa xa xôi lắm, nhưng mà tấm lòng của vợ chồng anh chị đồng bến đồng thuyền, đồng chung đồng đạo để cứu giúp những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Rất là chi ăn món quà tình thương của hai vợ chồng của anh chị rất là nhiều. Nguyện cầu xin Phật từ bi ban phước lành cho vợ chồng của anh chị ở nơi phương xa. Sở nguyện được tỳ tâm, sở cầu được như ý. Đời đời hai vợ chồng anh chị sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cầu xin Phật từ bi ban phước lành cho hai vợ chồng anh chị. Ở nơi đâu, ở nơi nào cũng được Phật lúc nào cũng che chở và độ trì cho anh chị. Công việc làm ăn được nhiều may mắn, được nhiều tài lộc, để anh chị chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh đời khó khăn hơn trong cuộc sống này. Rất là chi ăn cái tình thương của anh chị ngày hôm nay đã phát tâm theo Phật từ bi để chia sẻ hoàn cảnh đời khó khăn, khổ đau trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn quà của anh Chiết, chị Phương bên nước Úc rất nhiều.
Bà hai ơi, con cũng tâm sự với bà hai. Con cũng trao cái món quà của anh chị đến với bà hai rồi. Con chúc cho bà hai được Phật trời che chở và ban phước lành cho bà hai sức khỏe thật là nhiều nha. Nếu mà đủ nhân duyên lành có món quà tiếp theo thì con đến với hoàn cảnh của bà hai. Bây giờ con chào bà hai, con về nha. Cảm ơn. Dạ, bà hai ơi, bà hai vẫy tay chào với con đi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn quà của anh chị Phương. Rồi bà